Tiếp dòng thông tin ngày mới, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo trong ngày chủ nhật cuối tuần. Thưa quý vị, hiện nay xu hướng độc thân, không sợ ế, không muốn vướng bận khá là phổ biến với nhiều người trẻ của Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, báo Tuổi Trẻ có bài phân tích về thực trạng, nguyên nhân xu hướng này. Theo báo Tuổi Trẻ, trước hết về mặt tư duy, giới trẻ coi trọng sự độc lập tự do và tập trung các kế hoạch phát triển bản thân nhiều hơn thay vì phải lập gia đình, sau đó sinh con. Phong cách sống cho mình khi còn trẻ được nhiều người ủng hộ. Bên cạnh đó, nó cũng có nguyên nhân từ những áp lực gia đình, xã hội, đặc biệt là khi chi phí sinh hoạt ngày một tăng cao, trong khi cơ hội việc làm, kiếm tiền không hề dễ dàng. Tác giả bài viết bày tỏ quan điểm, độc thân có những mặt tích cực và có cả những hệ lụy nhất định. Quan trọng là giới trẻ cần chuẩn bị tốt cả về tâm lý, vật chất, tinh thần để có thể làm chủ cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội. Thưa quý vị, thời gian gần đây nhiều ý kiến đề xuất ngành chức năng nghiên cứu mức nồng độ cồn để xử phạt. Những ý kiến này cũng nhận được sự đồng tình từ phía các chuyên gia giao thông. Thưa quý vị, báo Lao Động ghi nhận ý kiến từ người dân và các chuyên gia đề nghị Bộ Công an cần quy định rõ nồng độ cồn là bao nhiêu mới xử phạt, không nhất thiết cứ có nồng độ cồn thì bị xử phạt, và cũng cần có những sửa đổi để có thể đi sâu vào thực tiễn đời sống. Và thưa quý vị, nhiều người thì đồng tình với quan điểm là phải xác định rõ giữa hai khái niệm có nồng độ cồn và có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép. Nhiều người còn mạnh dạn đề xuất nếu nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, dù khi thổi cho thấy kết quả nào thì nên chỉ có một khung xử phạt và phải đủ nặng để răn đe. Thưa quý vị, Du học Bình Dân là bài viết phân tích về những giá trị của việc du học của báo VN Express. Trong bài viết thì tác giả bày tỏ mong muốn là ai cũng được đi du học ít nhất là một lần trong đời, bởi du học cốt yếu là mang lại những giá trị chính, đó là ngôn ngữ, kiến thức và trải nghiệm. Báo VN Express phân tích, chỉ khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, con người mới có cơ hội phát triển bản thân nhiều nhất để tạo ra giá trị tích cực cho gia đình, cộng đồng và quốc gia. Tác giả bài viết này cũng cho rằng, trong một thế giới đầy bất định, thiên tai và nhân họa như ngày nay, việc chọn bước ra khỏi vùng an toàn cho thấy con người có dũng khí và quyết tâm, từ đó chủ động để đối mặt với rủi ro trong cuộc sống. Thưa quý vị, đừng đặt vợ mình sau các mối quan hệ khác. Một bài viết ý nghĩa về hôn nhân gia đình được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Theo như tác giả bài viết thì không ít đấng mài trâu khi ra ngoài thể hiện sự ga lăng, lịch sự với bất kỳ cô gái nào. Thế nhưng khi về nhà thì thái độ ứng xử với vợ lại hoàn toàn khác. Trong bài viết, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã phân tích rất nhiều sự hy sinh, nhẫn nhịn, chịu đựng của người vợ trong gia đình. Họ có thể đánh đổi mọi thứ vì chồng, vì con. Và để xây dựng hạnh phúc thì người chồng tất yếu phải đối xử tốt với vợ, bởi mái ấm hạnh phúc là khi cả đôi cùng xây dựng, chứ không chỉ là sự cố gắng từ một phía.